阿婷，阿婷，giờ huynh đã bắt được Trương Bảo, nhưng dù có giết Trương Bảo thì có ích gì? Sự trong trắng của muội, trinh tiết của muội, muội làm sao đối mặt với tên Trương Bảo đáng chết đó? Huynh kêu muội làm sao đối diện đây? Hơn nữa, Cách Cách, chúng ta vào đi. Bên ngoài gió lớn, coi chừng bị lạnh đó. Cách Cách, ta muốn ra đi. Ta muốn ra đi. Ngạch Nương, Ngạch Nương, Ngạch Nương, ta muốn quay về. Quay về kinh thành. Ta muốn rời khỏi A Thiện. Các người hãy dẫn ta rời khỏi nơi này. Ngạch Nương, Ngạch Nương, cậu có tin Trương Bảo không cưỡng bức Cách Cách không? Tôi không tin. À Thiện Sư, huynh tin nhưng tôi vẫn không tin. Tôi thấy hắn thành khẩn như vậy, tôi cũng hơi tin. À Thiện Sư, làm ơn đừng quá hiền như vậy. Lời của bọn cường đạo thổ phỉ có tin được không? Nếu thật như vậy thì nước tiểu có thể làm rượu uống rồi. Hắn còn dám thề mổ bụng tự sát. Vậy được, để hắn mổ bụng tự sát lên tội thì tôi mới tin. Được rồi, A Thiện Sư, cũng khuya rồi, huynh đi nghỉ đi. Tôi coi chừng hắn, không để hắn chạy thoát đâu. Cậu thật không hiểu được tâm tư của tôi. Cứ nghĩ bụng ta, suy ra bụng người đi. Tôi bị hàm quan thành không phạm triều đình. Tôi cũng không muốn người khác bị quan. Thật ra một người xấu không phải lúc nào cũng xấu. Tôi muốn tìm bà xã của Trương Bảo về đây làm nhân chứng. À Thiện Sư, chẳng lẽ lời nói của Cách Cách không bằng đám đạo tặc này? Lúc trước chưa bắt được Trương Bảo đã làm Cách Cách tức muốn điên rồi. Giờ bắt được Trương Bảo huynh lại nói lời này, huynh muốn Cách Cách tức chết mà. Điện nhiên không phải rồi. Tất nhiên là tôi tin lời của Cách Cách. À Thiện Sư, đó là trụ của tôi, huynh không được lãng phí.
Rượu ngon. Cảm ơn. Cảm ơn A Thiện Sư. Trương Bảo, hy vọng lời ngươi nói là sự thật. Các cách đã hiểu lầm ngươi. Lời tôi nói là sự thật, huynh nhất định phải tin tôi. Ta tin ngươi. Ta thà tin tưởng các cách còn trong trắng. Được. A Thiện Sư. Ta lại thua Lưu Minh Thiện. Bây giờ Trương Bảo trong tay hắn. Sao lại như vậy? Thế chính, ngươi nói đi. Chuyện này tiểu nhân cũng không rõ. Phải tìm Kim Sanh Sư mới biết được sự thật. Bây giờ không thể tìm ra hắn ta. Chỉ cần hắn xuất hiện là phải chết. Không còn nghi ngờ gì nữa. Từ hắn biết tính toán, hắn cũng sẽ không chịu để yên. Ta hiểu rõ hắn quá mà. Tiểu nhân không những bị Kim Sanh lợi dụng, mà không bị hãm hại. Nếu không phải Bối Lạc Gia trí tuệ hơn người, mưu lược làm người khác kinh ngạc, chúng ta đã tổn thất quá lớn. Tất cả là do tiểu nhân hồ đồ, không những không lập được công, còn hại đến đại sự. Thế chính, nguyện xin chịu tội. Chuyện này ngươi không cố ý, ta không trách người. Vì đề phòng quỷ kế của Kim Sanh, chúng ta phải có cách đối phó. Mộc Tuấn, Bối Lạc Gia, tiểu nhân có mặt. Mau đi chuyển văn mặt châu báu của võ quán đến nhà kho trong mật thất đi. Bảo quản cẩn thận, không để sơ sót. Dạ, tiểu nhân tuân lệnh. Ta đi dạo một lúc. Thế chính, ngươi tiến ta một đoạn đi. Dạ, Bối Lạc Gia. Bối Lạc Gia quả thật lợi hại. Tương kế chủ kế tính cùng một lúc. Một mặt phải huynh đi bắt Trương Bảo, mặt khác lại cắm sào chờ bắt Kim Sanh. Ông ta đã thấy sơ hở từ trước, thật khiến người ta thấy giật mình. Sao Bối Lạc Gia không nói rõ? Để biết Kim Sanh sẽ tới võ quán, tôi sẽ không theo mọi người tới sơn trại, làm mất đi một cơ hội báo thù. Sau này phải đi đâu mới tìm được hắn đây? Thác Liêu Châu, muội đừng buồn. Đừng trách Bối Lạc Gia. Có lẽ ông ấy có suy tính gì đó. Quên không rõ sự thật bên trong. Phong cách hành sự của Bối Lạc Gia quả là cao thâm khó lường. Hắn ta cố tình dung túng Kim Sanh, tha cho Kim Sanh. Mục đích là muốn kiềm hãm huynh, uy hiếp huynh, làm huynh không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Như hôm nay, hắn đặc biệt trọng dụng Thế Chính, chính là muốn hai người đối đầu nhau. Cuối cùng, người được lợi nhiều nhất chính là hắn. Thác Miêu Châu, huynh biết chị không tìm được Kim Sanh trả thù, cho nên trong lòng muội không vui. Bội trách tội người khác có đúng không? Bội trách tội người khác cũng chẳng ít gì, là do muội vô dụng. Mộc Tuấn, thật ra muội muốn tốt cho huynh. Huynh phải coi chừng Bối Lạc Gia sẽ đối phó huynh giống như với Kim Sanh vậy. Huynh chỉ muốn trung thành, uống nước nhớ nguồn, báo đáp ơn đề bạc của ông ta. Huynh tin ông ta muốn huynh cống hiến hết mình cho ông. Huynh khó mà tách rời khỏi ông. Cảm ơn sự quan tâm của muội. Mong là như vậy. Nhưng huynh nhất định phải đề phòng Thế Chính. Kim Liên cũng nhắc nhở muội như vậy. Cảm ơn ý tốt của mọi người. Huynh biết phải làm sao mà. Hắc Miêu Châu biết được Kim Sanh trốn trong sơn trại từ chỗ Mộc Tuấn, sau đó đi báo Lưu Minh Thiện âm thầm tấn công vào. Không sai chút nào. Nhưng không thể đụng đến Hắc Miêu Châu. Mộc Tuấn sẽ phản đoàn lại. Chuyện này không cần thiết. Không nhìn chuyện nhỏ sẽ làm hư đại sự. Ta nhất định phải tiêu diệt Lưu Minh Thiện. Hắn mới là trở ngại lớn nhất của ta. Bây giờ võ công hắn cao hơn ta, cho nên phải ám sát hắn. Nếu giết không được hắn, hắn chính là khâm phạm triều đình. Bối Lạc Gia, ngài có thể thông báo với triều đình phái người tới đây bắt hắn. Như vậy không phải là làm cho còn một lần sao? Tránh để hắn lưu lại Đài Loan. Cách để dùng quyền hành bảo vệ cho hắn. Cách này không được. Cách là thất tỷ muội của hoàng thượng. Lại là con gái của Từ Hy Thái Hậu. Cho dù ta có dạy hắn về cung, cũng không có cách nào trừ khử được hắn.
Như vậy chỉ còn một cách là ám sát. Chỉ khi nào Lưu Minh Thiện chết, Cách Cách mới bỏ cuộc. Các ngươi đang làm gì vậy? Phải bẩm bối Lạc gia. Cách Cách nói muốn gặp Trương Bảo. Gặp Trương Bảo à? Cách Cách đâu? Và ở trong phòng. Cách Cách, Cách Cách, nàng sao vậy? Nhìn thấy quỷ à? Hết hồn hả? Có chuyện gì không? Cách Cách, sao nàng quá trang như vậy? Như vậy mới có thể dọa người ta được. Không phải để ngươi nhìn. Không có việc gì thì bao ra đi. Chuyện giữa ta và Trương Bảo không cần ngươi nhiều chuyện. Ta hiểu ý của nàng. Lòng phụ nữ thật là khó đoán. Như vậy Trương Bảo mới không nhận ra. Trương Bảo, Trương Bảo, người chết chắc rồi. Mấy người chậm chút có được không? Tôi không nhìn thấy gì hết. Chậm chút, chậm một chút. Cách Cách, A Thiện ca đã dẫn Trương Bảo tới rồi. Cứ làm theo kế hoạch của ta. Dạ, muội biết rồi. Từ từ đã. Tôi không nhìn thấy đường. Tôi không nhìn thấy đường. Đừng mạnh tay quá có được không? Khởi bẩm Cách Cách, để dẫn phạm nhân Trương Bảo tới đây. Cách Cách, Cách Cách, tôi bị quan mà. Cách Cách, tôi bị quan mà. Cách Cách, Cách Cách, không cần người nói chuyện. Tôi không nói được sao? Nếu không nói sẽ bị các người giết chết. Vậy không phải chết oan uổng sao? Ta thấy người sống cũng như không. Đánh người còn la làng, hại người lại kia bị quan. Còn lâu thôi nữa ta sẽ chặt người ra ném cho chó ăn. Càng đảm quá. Có mắt không trồng, bắt cóc Cách Cách, còn muốn vô lệ với Cách Cách nữa. Ngươi, A Đạt, không được nói bậy. Trước mặt Cách Cách, cậu chỉ là người ngoài cuộc. Sao cậu hiểu rõ đầu đuôi sự việc được? Phải đó. Cách Cách, có nên cho Trương Bảo nói ra những điều oan ức của hắn không? Cách Cách, cảm ơn A Thiện sư bắt Trương Bảo tới đây. Chỉ cần Cách Cách vui, A Thiện nguyện công hiến hết mình. Cách Cách không muốn nghe Trương Bảo có quan ức gì. Trương Bảo tội ác tày trời, mất đi nhân tính, ác sẽ có quả báo. Mau mở khăn bịt mắt cho Trương Bảo. Cách Cách muốn xác định thân phận và diện mạo Trương Bảo. Cách Cách, Cách Cách, tôi bị quan mà. Tôi bị quan mà Cách Cách. Bà xã tôi có thể chứng minh tôi trong sạch. Bà xã tôi có thể chứng minh mà. Câm miệng. Cách Cách muốn nhìn thấy bộ mặt của ngươi, không muốn nghe ngươi nói chuyện. Trương Bảo, là Trương Bảo. Mau che mắt Trương Bảo lại, kêu hắn ta đứng dậy. Những người khác tránh ra. Không, tôi không che lại. Tôi không muốn chết không minh bạch. Cách Cách, tôi biết tôi sai rồi. Nhưng mà cô không nên đối xử với tôi như vậy. Tôi không muốn chết không minh bạch. Cách Cách, tôi sai rồi. Nhưng mà tội tôi không đáng chết.
Con không thể giết tôi. Tôi không thể chết một cách không minh bạch như vậy được. Cách cách, cách cách, xin hãy nín tình. Muội hãy nghe ta nói. Muội không nghe. Tránh ra. Muội kêu huynh tránh ra có nghe không? Không tránh ra, muội sẽ giết luôn cả huynh. Ta không tránh. Có giết ta, ta cũng không tránh. Chỉ cần chứng minh được sự trong sạch của cách cách, có chết cũng đáng. Tường Bối Lạc, kêu quan sai bắt A Thiện lại. Bắt quân ấy lại. Người đâu? Bắt Lưu Minh Thiện lại. Coi chừng Trương Bảo chạy thoát. Ra tay. Không được ra tay. Ai dám bắt A Thiện sư, tôi sẽ giết người đó. A Đạt, không được làm vậy. Cẩm Phúc Kim Liên lùi ra một bên. Cách cách, ta là Khâm Phạm triều đình, sớm muộn gì cũng chết. Nhưng mà phải để ta nói hết. Ta nguyện đưa tay chịu trói. Trương Bảo có thể mổ bụng tự sát để đổi lấy việc ta tin tưởng cách cách là trong sạch. Tại sao chúng ta không cho hắn một cơ hội để hắn làm người? A Thiện sư, huynh, huynh xứng đáng là bậc tôn sư. Huynh vì tên cường đạo thổ phỉ tôi mà lên tiếng. Trương Bảo rất cảm kích huynh, rất cảm kích huynh. Huynh yên tâm, tôi sẽ không chạy đâu. Tôi nhất định phải chứng minh sự trong sạch của cách cách. Cách cách, ta cầu xin muội, ít ra cũng phải nghe Trương Bảo nói tại sao bị hàm quan chứ. Huynh lại che chở cho Trương Bảo đối phó muội à? Ta không có. Xin cách cách đừng nghĩ vậy. Người ức hiếp cách cách. A Thiện sư, mọi người không được ra tay. Ai ra tay, ta giết người đó. Lưu Minh Thiện, xem như muội đình ơn huynh bắt được Trương Bảo. Hãy để Trương Bảo nói. Trương Bảo, ngươi thành thật nói đi. Nam tự hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. A Thiện sư, tính mạng của tôi không thể sánh được với huynh. Huynh vì tôi đã không màng đến an nguy của mình. Sao tôi có thể làm trái lương tâm, bị đặt chuyện để thoát thân được? Bây giờ bất kể sống chết, tôi cũng phải nói ra sự thật. Hôm đó sấm chớp liên hồi, tôi và bà xã mang cách cách vào nhà tranh. Tôi biết bà xã không có ở đó, liền đánh cho cách cách hôn mê. Tôi muốn làm cách cách da thịt nõn nà thật. Giết cô cũng thật đáng tiếc. Để ông hưởng thụ trước đi. Người câm miệng. Ông bị người làm tức giận đủ rồi. Người chết đi. Cách cách, dùng con dao chặt thịt heo để giết hắn. Ta giết ngươi. Cách cách, ta cũng là người có tội. Ta không... Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it. Till I'm doomed in a casket.
I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get out. Đời này kiếp này chỉ quyết mình hát Mitchell làm vợ. Nếu không ta, được rồi Mộc Tuấn, đừng nói nữa. Cha mụi đã nghe rồi, mụi cũng nghe rồi. Cha mụi rất vui mừng vì quyết làm lại từ đầu. Rất vui vì hai ta gắn bó với nhau. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take sh**. Các ngươi muốn làm gì? Làm gì à? Đường này do ta khai phá, đường này do ta mở. Muốn đi qua phải để lại lộ phí. Giữa ban ngày ban mặt dám làm chuyện cướp giật, cho biết tên của ngươi đi. Ta cướp giật khắp đại giang Nam Bắc, chính là trương thê của đôi Nguyên Ương đạo tặc. Chồng ta chính là Trương Bảo. Trương Bảo, sợ rồi hả? Bao giờ những đồ có giá trị trên người đây? Sợ là túi của ngươi đựng không nổi đâu. Xem ra hai ngươi cần tiền, không sợ chết. Không nộp ngân lượng à? Ta đào một cái hố ở đây chôn hai ngươi chung với nhau. Vậy thì tốt quá. Muốn vậy cũng không dễ dàng gì. Được, ta cho các ngươi toàn nguyện. Lên, đánh cho ta. Ngươi cũng lợi hại đó. Chúng ta đi. Đi. À thiền sư, bị thương vì tôi, tôi vô cùng cảm kích. Nếu Trương Bảo không chết, xin huynh nhận tôi làm đệ tử. Tôi nguyện làm lại từ đầu. Vậy ngươi có nói gì cũng vô ích. Ta vì ngươi mà Cách Cách đã không thông cảm cho ta. Nhưng mà ta cũng vì Cách Cách thôi. À thiền sư, huynh không nên tự trách mình. Huynh không sao. Cách Cách tỉnh lại, thấy quần áo không còn ngay ngắn, nên tưởng tôi đã cưỡng bức cổ. Nhưng mà tôi thật sự không có làm gì. Tôi, bà xã tôi có thể làm chứng cho tôi mà. Người nói mấy lời này cũng đâu có ích gì đâu. Cho dù vợ ngươi chịu ra làm chứng,
cũng phải xem cái cách có tin vào sự trong trắng của mình hay không. Đứng dậy đi. Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm bà xã ngươi về làm chứng. Được. Nhất định phải tìm ra bà. Không những có thể chứng minh được sự trong sạch của tôi, còn có thể hàn gắn lại tình cảm của huynh và Cách Cách. Nhất định phải tìm được. Trường Bảo, đừng nói những lời dễ nghe vậy. Vì A Thị Sư tin là Cách Cách còn trong trắng, huynh ấy mới tin ngươi. Nhưng ngươi không gạt được bọn ta đâu. A Đạt, tôi không cần xin huynh phải tin tôi. Nếu tôi bị quả báo, bị hành hình, cho dù như vậy, tôi vẫn mong có thể tìm được bà xã tôi để chứng minh sự thật. Nếu muốn Trương Bảo tôi chết, giờ tôi có thể chết cho các người xem. Trương Bảo, ngươi không thể chết, ngươi phải sống để đối chất với vợ ngươi. Tự sát không thể giải quyết được vấn đề. Nhưng mà tôi có tội thì phải chịu. Ngươi đang nói bậy gì vậy? A Thiện Sư, A Thiện Sư, lúc nãy ở bên ngoài mọi phát hiện thấy bà xã của Trương Bảo. Đâu rồi? Chạy mất rồi. Hắc Miêu Châu, cảm ơn mọi tới thông báo. Trương Bảo, tôi muốn biết tung tích của Kim Sanh. Tung tích của Kim Sanh à? Giờ tôi không biết chút gì hết. Người không thể không biết, người cố tình che giấu. Cô Hắc Miêu Châu, người đừng quá xúc động. Chúng ta tìm vợ Trương Bảo trước. Có thể cô ta biết, và cũng có thể chứng thực điều chuyện của Cách Cách. Cách Cách, tỷ đừng tự làm tổn thương mình. Ta ghét chính mình. Ta muốn rời khỏi nơi này. Ý của tỷ là muốn rời khỏi Đài Loan. Ta muốn rời khỏi Lưu Minh Thiện. Ta muốn rời khỏi Lưu Minh Thiện. Không nhìn mặt cô ấy nữa. Cách Cách muốn ta cùng về kinh. Chuyện ở Đài Loan do hai người toàn quyền phụ trách. Đương nhiên vẫn là do Mộc Tuấn quyết định. Tiểu nhân nguyện hoàn thành trách nhiệm. Tiểu nhân cũng phụng mệnh hành sự, toàn tâm toàn lực phối hợp với Lưu tổng trang chủ. Trước khi ta rời khỏi Đài Loan, nhất định phải ám sát được Lưu Minh Thiện. Ta nghĩ vợ của Trương Bảo nhất định chuyển đi nơi khác rồi. Loại người bất nhân hay làm chuyện phạm pháp này thật là khó tìm. Vì chúng mình truy nã mà sống đầy đây mai đó. Chúng ta qua đó xem thử. A Đạt, sao lâu quá không thấy huynh bán thịt? Gần đây bận lắm. Chuyện lớn nhỏ gì trong Tây Loa Trang này đều do tôi giải quyết hết. Huynh nói tôi có bận không? Phải đó, đi nghe. Huynh lo việc đi. Huynh bán thịt heo à? Phải là bán thịt heo. Có lúc thì làm phép tiêu diệt tà ma. Huynh giỏi thật đấy. Còn giả thần giả quỷ được nữa. Nói cái gì vậy là thật mà. Bà xã tôi có thể đi đâu được chứ? Có cần tôi làm phép hỏi Tam Đại Thái Tử không? Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi đã nghĩ ra được một cách có thể tìm được bà. Nhưng mà chúng ta phải tìm một nơi nào đó để bàn bạc chuyện này. Hay là như vậy, phía trước là quán ăn của Kim Liên. Chúng ta có thể qua đó ăn uống không cần tốn tiền. Đi thôi. Cũng phải. Đi thôi. Trang chủ, Kim Liên đều ở đây hết à? Hai người ngồi đi, sao rồi, có tìm thấy người không? Không thấy. Nè, Trương Bảo ngồi đi. Mấy người ngồi đi, tôi làm chút đồ ăn cho mọi người. Cảm ơn. Trương Bảo, mau nghĩ cách gì tìm vợ ngươi đi. Tôi suy nghĩ rất lâu rồi. Chỉ nghĩ ra một cách tìm được vợ của tôi thôi. Cách gì? Các người treo tôi lên trước cổng lớn là được rồi. Được, treo lên là được rồi. Tại sao? Bà xã tôi rất thương tôi. Chỗ các người có rất nhiều người qua lại. Bà vừa nhìn thấy nhất định sẽ tìm cách cứu tôi. Như vậy không phải mấy người sẽ bắt được bà sao? Hay lắm. Chiêu này độc quá. Ngươi tự hy sinh để tìm người đối chất.
Huynh đệ này, tôi kết huynh rồi đó. Sai lầm một lần phải làm biết bao nhiêu lần mới có thể bù đắp được. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chuyện gì tới rồi sẽ lui. Không không, chuyện gì tới rồi sẽ tới. Giống nhau thôi. Thức ăn tới đây. Tới rồi kìa. Đều là người nhà, đừng khách sáo. Người nhà nghe thật ấm áp. Tôi mà được trở thành người nhà với mọi người thật là hay quá. Nào, rót rượu đi. Trương Bảo, huynh có lòng làm lại từ đầu vậy là tốt. Mọi người cùng nhau cạn ly. Nào, chúc Trương Bảo sớm tìm được bà xã của mình. Vậy thì hãy mau treo tôi lên đi. Được, được, cạn ly. Cách cách, khi nào rời khỏi Đài Loan? Đã chuẩn bị thuyền xong hết rồi. Ngươi không cần phải tốn công chuẩn bị gì ta. Chúng ta là phu thê, sao phải khách sáo vậy? Khó khăn lắm chúng ta mới có thể cùng nhau về kinh thành. Ai nói ta sẽ đi cùng ngươi? Ai nói ta sẽ đi cùng một thuyền với ngươi? Thuyền của ngươi đã chuẩn bị xong rồi, thì ngươi đi trước đi. Tạm thời ta không đi. Cách cách, sao lại tuyệt tình vậy? Có trách là trách tình Lưu Minh Thiện. Trương Bảo thật lòng phối hợp, chưa mất hết lương tâm. Ta tin là ông trời không phụ lòng người, sự việc sẽ được rõ ràng. Phải đó, không tìm được vợ của Trương Bảo, không những không giữ được cách cách Bạch Tuyết của A Thiền Sư, mà ngay cả tôi cũng mất đi Phụng Dưa Hấu và Tú Bưởi. Tôi biết. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Mùi không muốn biết kết cục của mọi người. Mùi muốn rời xa huynh. Chúng ta không có duyên, không thể quán trách ai. Bạch Tuyết, Bạch Tuyết.
các huynh đệ mau tấn công cho ta, bắt nhân tình bịt mặt lại cho ta. Đuổi theo, đứng lại. Lưu Minh Thiện không sao chứ? Cách cách rất lo lắng cho sự an nguy của người. Tôi biết rồi, cách cách rất quan tâm đến tôi. Các người, Kim Tri Nguyện ra mặt, nhất định là các cách gây trở ngại rồi. Các người tùy cơ ứng biến. Ta đã từng nói phải tiêu diệt Lưu Minh Thiện, nếu không thì các người đi theo hắn luôn đi. Chỉ có cô mới dám đẩy cửa của bổn tòa. Ta thật không hiểu, tại sao các thị vệ bên cạnh ngươi phải bịt mặt? Là xem thường người khác hay là người xấu xí không ai bằng? Các ngươi mau lui ra làm nhiệm vụ đi. Khoan đã, ta muốn nhìn các thị vệ bịt mặt này là thần thánh từ nơi nào tới. Kim Tri Huyện, tháo khăn bịt mặt chúng xuống hết cho ta. Dạ. Đi. Không được, nếu không bổn tòa sẽ không khách sáo. Bổn lạc giả hạ quan là quan sở tại, phải kiểm chứng một chút, có phải là người có lai lịch bất minh hay là làm hại đến bá tánh hay không. Câm miệng. Người dám nói thị vệ của ta lai lịch bất minh à? Chúng ta đi. Bất cứ ai cũng không được rời khỏi đây. Kim Tri Huyện, vì danh vô lễ với bổn tòa, xin bổn lạc giả bớt giận. Hạ quan không dám. Hạ quan chỉ nghe theo lệnh của cách cách. Hôm nay cô có mua đồ gì muốn làm ta mất mặt, muốn đối phó với ta? Không phải ta muốn đối phó người, mà là người đối phó với bá tánh. Ta muốn điều tra rõ mục đích của người tới Đài Loan. Đừng nói là người vì ta, ta không tin. Ta có chứng cứ chứng minh người nói láo. Ta vì cô, vì cô khiến ta có đủ quyền lực và vận may, cho nên ta mới tới Đài Loan tìm cô. Ngươi với thân phận là bối lạc gia, ức hiếp bá tánh, tranh giành lợi lộc với dân, bóc lột của dân, kiếm lợi bất chính. Ta thật không hiểu, người tích lũy của cải từ Đường Sơn tới Đài Loan, rốt cuộc là ngươi có mua đồ gì? Cô có chứng cứ gì? Lấy ra đi. Kim Tri Huyện có chứng cứ phạm tội của ngươi. Ngươi dùng thủ đoạn bất hợp pháp chiếm đoạt quyền lợi, làm giá cả tăng cao, dân chúng lầm than. Quan trọng nhất là ta nghi ngờ ngươi có mưu đồ gây rối, làm nguy hại đến triều đại nhà Thanh. Tại sao ngươi ba lần bốn lượt muốn giết thích khách? Ngươi và đồng bọn muốn giết người diệt khẩu, có đúng không? Du quan giá quả, cô chưa chấp khâm phạm. Cô và khâm phạm lưu pháo gây rối, vậy mắc tội gì? Ta nói cho người biết, Kim Tri Huyện để chứng minh Lưu Minh Thiện không phải là khâm phạm, Lưu Pháo mới là khâm phạm. Đúng vậy, Lưu Pháo là khâm phạm, Lưu Minh Thiện không phải, là hai người khác nhau. May quá, suýt chút nữa ta vu oan cho người tốt rồi. Kim Tri Huyện, người dám liên kết với cái cách đối phó ta, có phải vì ta cắt đứt con đường tiền tài của ngươi nên ngươi trả thù không? Nói bậy, ngài nói bậy đó bà. Bổn Tri Huyện vốn không tham ô, ngài dám vu oan giá quả, đánh lừa người khác, dám kết bè kết cánh với bọn bịt mặt sát thủ, giết người vô tội. Cách cách, hắn có mua đồ tạo phản, tội chứng trình trạch. Cách cách chính là nhân chứng, còn có vật chứng nữa. Kim Tri Huyện, đừng nói nữa, bắt hết bọn chúng lại cho ta. Bắt hết bọn chúng lại. Dạ. Không được hiếu chiến, mau đi thôi. Đi. Nếu không phải vì cách cách và Kim Tri Huyện liên kết đối phó ta, ta đã sớm chất đầy vàng bạc cho báo vào sơn động này rồi. Bối lạc gia, trước mắt số vàng bạc này, ngài định khi nào chuyển đi? Không kịp chuyển nữa rồi.
Các ngươi mời chuyển số vàng bạc này tới nơi nào đó an toàn giấu đi, tránh để lại vật chứng liên lụy đến ta. Mau hành động đi. Dạ, Bối Lạc Gia. Thế chính, đêm nay lập tức ra lệnh thuộc hạ chuyển hết đống này đi. Ngươi chịu trách nhiệm hoàn toàn, không được sơ hở. Lệ tổng trang chủ căn dặn, tôi nhất định cố hết sức hoàn thành. Chuyện này hai người hãy yên tâm. Sáng sớm mai, hai người phái nhiều đệ tử hộ giá ta xuất thuyền rời khỏi Đài Loan. Dạ. Sau khi ta an toàn rời khỏi Đài Loan, cố gắng giết chết Lưu Minh Thiện. Dạ, xin tuân lệnh. Các ngươi về trước đi, ta sẽ trở lại. Bố Lạc Gia, chúng tôi sẽ đợi ngài. Bố Lạc Gia, đi đường thuận lợi. Bố Lạc Gia, bất kể thế nào chúng tôi cũng sẽ chờ ngài trở lại. Tốt lắm, sẽ gặp lại sau. Bố Lạc Gia, đi đường thuận buồm xuôi gió. Nhất định phải tiêu diệt được Lưu Minh Thiện, nếu không ta khó bỏ được mối hận này. Dạ. Từ nay về sau, các ngươi không cần canh gác ở căn nhà này nữa. Bố Lạc Gia đã đi rồi, các ngươi cũng có thể đi được rồi. Về Nguyên phủ làm việc đi. Khởi bẩm Cách Cách, không có lệnh của tri quyền đại nhân, tiểu nhân không dám rời khỏi đây. Cách Cách kêu mấy người đi thì mau đi đi. Toàn bộ quan sai đóng ở đây dọn đi hết đi, không được chậm trễ. Dạ. Đi. Giờ Bối Lạc Gia đã rời khỏi đây, nhưng ta vẫn phải lui tới. Bạch Tuyết, mình muốn tiếp tục là người canh gác cho Mùi, bảo vệ Mùi, trả ơn Mùi. I am the one who is 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 the one who is